đang xem video tại kênh YouTube Review đăng. đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Thái phó bắt đầu giáo huấn tiểu thái tử rồi đây. Rõ ràng chính là tự đưa thỏ vào miệng hổ. Phần trước nói tới, thỏ con vừa xuyên tới tiểu thế giới thứ hai đã bị ép phải làm nhiệm vụ, sau cùng còn bị nam chính ức hiếp. Lúc này, cả người thỏ con toàn giấu hôn, cậu ngâm mình trong bồn tắm mắng nam chính cả ngàn lần. Cậu thực sự không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này, đây đã là lần thứ hai rồi ở thế giới trước nam chính cũng thoát khỏi dây chói cậu không có sức phản kháng. Lăng Tê nghi ngờ hỏi hệ thống, ngươi chắc chắn tin tức của ngươi là đúng chứ? Kịch bản không xảy ra vấn đề gì đi. Hệ thống gật đầu cái dục, tự tin đáp. Đương nhiên, tê tê, do người trói quá chặt, trong tình huống tỉnh táo hắn ta không thoát ra được. Nghe vậy thỏ con sù lông. Người còn trách ta, đều tại thái tử quá ngu, ngay cả cái dây thừng cũng không buộc cho tốt. Hệ thống thở dài an ủi. Đương nhiên không trách cậu nhưng mà nhiệm vụ cấp bách chúng ta phải lấy lại tinh thần phía bên này quản sự phủ thái tử tới bẩm báo điện hạ thám tử vừa báo lại thái phó đã đưa tên mã nô kia vào phủ rồi cùng lúc này hệ thống cũng thông báo nhiệm vụ thứ hai mượn cớ đánh đập mã nô mã nô lăng tiểu tướng mạo như phan an lại còn có kỹ thuật huấn luyện ngựa cao siêu được thái phó khen ngợi vì vậy bị thái tử ghen ghét lăng tê nghe xong nhiệm vụ đứng dậy trong lòng có một vạn lần không muốn cậu vừa mới đánh thuốc hắn ta Hiện giờ còn phải đến phủ Thái Phó dâng thỏ vào miệng cọp. Phía bên này, trong phủ Thái Phó, Thái Phó vẫn phiền não vì chuyện đã xảy ra. Trước đây thái tử chỉ có chút ngang ngược, không ngờ hiện giờ lại càn rỡ như vậy, nếu như không phải do thuốc hết tác dụng, thì chuyện kia không biết còn hoang đường đến mức nào. Ta thân là thái phó của thái tử, là người duy nhất được bệ hạ tin tưởng, ta tuyệt đối không thể để bệ hạ thất vọng. Nếu như thái tử cong rồi, vậy phải bẻ cậu ta thẳng trở lại. Lúc này, quản gia bưng một khay điểm tâm tiến vào đại nhân, sao ngài đã ngồi dậy rồi? Trên người ngài còn vết thương, cần phải cẩn thận một chút. Thái phó bày tỏ không có gì đáng ngại, hắn muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Quản gia thấy vậy có phần lo lắng. Đại nhân, ngài có biết là kẻ nào làm ngài bị thương không? Sáng nay khi ngài trở về, cả người toàn là vết thương, ngay cả môi cũng rách. Nghe vậy thái phó trầm mặc không đáp. Bên trong chuồng ngựa, lăng tiểu đang vuốt ve một con tuấn mã, mặt không cảm xúc, khi Thái phó đi ngang qua, quản gia không nhịn được lên tiếng khen ngợi, "Đại nhân, ngài đúng là có mắt nhìn, năng lực thuần ngựa của Mã nô mới tới vô cùng mạnh. Nếu như ra con ngựa có tính cách mạnh mẽ như Đạp Tuyết cho y, thì chắc hẳn có thể thuần phục. Nhưng mà phải điều y tới tiền viện." Trong đầu Thái phó xẹt qua những hình ảnh không dành cho con nít. Bản thân hắn cũng có vài phần kinh ngạc, vì sao hắn lại nghĩ tới thái tử? Thái tử không giống trước kia cho lắm. Bộ dạng câu nhân ấy làm trái tim hắn ngứa ngáy. Lúc này, thái phó mới giật mình hồi thần. Thái phó căn dặn quản gia, không cần gọi y tới hầu hạ bên cạnh ta nữa. Người kia quần áo sộc sạch còn ra thể thống gì? Kêu y mặc đồ cho cẩn thận. Quản gia nghe vậy ngơ ngác, đại nhân làm sao vậy? Khi đưa tên mã nô kia vào phủ thái độ đâu có như vậy. Lúc này, lăng tê cũng đã tới phủ thái phó. Thấy cậu tới, thái phó nhướng mày hỏi, sao điện hạ lại tới đây? Lăng tê tìm đại một lý do, hôm nay trong lúc xem sách, Ta thấy có vài chỗ khó hiểu, muốn tới Thỉnh giáo Thái phó. Ánh mắt Thái phó lạnh xuống, điện hạ thực sự tới để thỉnh giáo ư? Thỏ con có hơi chột dạ lắp bắp nói, "Đương, đương nhiên." Hai người cùng tới thư phòng. Thái phó cầm cây thước trong tay vỗ vỗ vài cái. Thái tử không có lời nào khác muốn nói với ta ư? Thỏ con bị dọa vội vàng lùi lại đáp, "Có, có." Xem ra hôm nay cậu không thoát được rồi. Chi bằng cứ nói thật. Dù sao Thái phó cũng không thể đuổi cậu đi vậy là lăng tê quỳ phịch xuống sàn thái phó ta chỉ phạm lỗi sai mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ phạm phải ngài khoan hồng đại lượng tha thứ cho ta đi thái phó trông thấy một màn này cũng ngây người luôn hắn bước gần về phía lăng tê ngươi thực sự biết sai thỏ con thấy hắn lại gần thì run rẩy biết sai thái phó nghe vậy nhách môi cười hắn dùng cây thước trong tay nâng cầm thỏ con lên nếu như điện hạ biết sai rồi vậy xin mời điện hạ thái phó bắt nạt thỏ con không chỉ đánh mông cậu còn muốn tự tay bôi thuốc cuối cùng người phải chịu khổ lại là thái phó lúc này thái phó đang nâng cầm thái tử lên nói vậy mời điện hạ cởi đồ nghe vậy thỏ con ngơ ngác vì sao thái phó bày tỏ điện hạ là chữ quân nhất ngôn cửu đỉnh ta vốn dĩ nên tin theo tiếc là ngài lừa gạt ta rất nhiều lần rồi thỏ con nghe vậy nhăn mày vậy ngươi phạt đánh tay không phải là được rồi ư ừ, ánh mắt thái phó nhìn xuống phía dưới bàn tay ra thôi nhiều thịt sớm đã không sợ đau nữa rồi hiện giờ nếu muốn điện hạ nhớ kỹ thì phải đánh vào chỗ khác rồi thỏ con vội vàng che mông nhỏ không được không được đâu bản thái tử không cho phép thái phó nghe vậy nở nụ cười quả nhiên thái tử vẫn có chút liêm sỉ có lẽ trước kia bị kẻ xấu dạy hư mà thôi thái phó cũng không tiếp tục trêu chọc thái tử nữa hắn xoay người bước về phía bàn sách nói ngồi đi điện hạ không hiểu về cuốn sách nào lúc này thỏ con mới biết vừa rồi bản thân bị gạt nhưng mà đừng dùng cách đó để dọa người ta chứ tiếp đó thái phó bắt đầu giảng giải thỏ con ngồi bên cạnh cảm thấy chán nản vô cùng đặc biệt là mấy lời của thánh nhân sau đó là một loạt các từ ngữ văn tự cổ xuất hiện thỏ con cảm thấy đầu óc quay cuồng đến khi nào cậu mới được đi làm nhiệm vụ đây thỏ con đột nhiên nảy ra một ý cậu đã có cách để thái phó ngừng giảng kinh rồi cách này cần hy sinh nhan sắc một chút thỏ con là lời gọi thái phó những thứ này ta đã từng nghe ở thái học ngươi giảng chi tiết như vậy là có ý gì nói xong cậu ghé sát lại gần hán ta tán tỉnh hỏi hay là thái phó muốn trải qua thế giới hai người với ta thái phó nhăn chặt mày thái tử đây là chết cũng không hối cải ư thỏ con vẫn không biết sợ tựa vào cơ ngực săn chắc của thái phó thái phó ngươi đang nói gì vậy ta có chút mệt muốn ôm một cái ánh mắt thái phó lạnh xuống thái tử cho rằng trường ninh là người mềm lòng nói được không làm được ư Thỏ con nghe vậy ngơ ngác không hiểu. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Thái phó khống chế hai tay. Thỏ con hốt hoảng, "Thái phó, ngươi muốn làm cái gì?" Chỉ thấy bàn tay Thái phó nắm chặt thước kẻ, không nói lời nào mạnh tay đánh vào mông Thỏ con. Thỏ con vừa đau vừa xấu hổ, "Đừng đánh nữa, đau chết đi được." Thái phó hừ lạnh một tiếng ra lệnh, "Mau đứng dậy. Thái tử thân là chữ quân, chút đau đớn này đã chịu không nổi." Thỏ con mặc kệ mặt mũi, "Ngươi không bị đánh, đương nhiên ngươi không đau." để ta đánh ngươi thử xem thái phó nghe vậy trầm mặc lẽ nào đánh đau thái tử rồi sao tay chân thái tử không linh hoạt thân thể yếu ớt sợ là cậu thực sự bị đau nghĩ đến đây thái phó lại đè thỏ con xuống không nói lời nào cởi quần của cậu thỏ con nghi hoặc sao ngươi lại thái phó đứng đắn nói ta phải xác nhận xem thái tử có bị thương hay không thỏ con dãy ruộng không muốn cậu chỉ chịu đau kém hơn người thường một chút mà thôi một lát là ổn rồi lúc này ánh mắt thái phó trầm xuống quả nhiên bị thương rồi ta bôi thuốc cho ngươi thỏ con không chịu nhưng thái phó lại nói trường ninh không hề có suy nghĩ đê hèn ngày đó khi điện hạ làm chuyện kia với ta sao không có thấy có do dự chút nào thỏ con nghe vậy không dám phản bác chỉ đành nằm im cho hắn bôi thuốc đánh đau một thì bôi thuốc đau mười thỏ con bị đau tới cả người run rẩy ánh mắt thái phó cũng dần thay đổi hầu kết cũng không nhịn được di chuyển nhận ra bộ phận nào đó có phản ứng không nên. Thái phó vội vàng xoay người đi nói, "Bôi thuốc xong rồi." Cảm ơn bạn đã xem hết video, nếu yêu thích đừng quên like xe và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.